và xin chào bác cho anh em. Ngày hôm nay thì em khuyến mại cho bác anh em một mẫu quản lý nguồn rất quen thuộc các bác anh em. DBX DX12, một mẫu quản lý nguồn với tổng là 10 cổng kết nối. 8 cổng phía sau và 2 cổng phía trước chạy điện trực tiếp sau automat Có đồng hồ đo điện. À, giá trị của đồng đồng hồ đo điện này thì giá trị tương đối thôi, nó không thể chuẩn chỉ 100% như các bác anh em đo ở những cái đồng hồ được nên là anh em cái này giá trị để các bác tham khảo nhé Xem là cái điện nó khỏe hay điện nó yếu Và 8 cổng phía sau thì sẽ được điều khiển qua các nút bấm này Đấy, Các nút uh, nhấn này để có thể tắt mở riêng biệt từng cổng Và tất nhiên thì chúng ta có thể uh, tắt mở tự động được rồi Quản lý nguồn này để về phục vụ bác anh em Đấy, Các bác có thể tắt mở từng cổng này Đấy, Các bác nhìn Đấy. Tắt mở từng cổng luôn nhé Nó bắt đầu nó tắt từ 8 ngược về 1 và mở từ, ngược từ 1 lên 8 Đấy và một cái nữa đó là cái công công tắc nút bài bát này Đây, nút bài bát nếu như anh em mà để mà sử dụng à, anh em muốn tắt mở nhanh thì các bác có thể sử dụng cái nút bài bát này Đấy, các bác nhấn này Đấy, nhấn vào cái đèn sáng nó sẽ mở toàn bộ lên hoặc tắt đi các bác nhả nút bài bát ra À, nó sẽ tắt toàn bộ đi rất nhanh chóng và tiện lợi có thêm một cổng usb nữa để các bác anh em có thể sử dụng để cắm những cái thiết bị như đèn sáng ạ cái này thì nếu như không các bác anh em có quên cái sạc điện thoại các bác có thể hỗ trợ cắm một chút để cho lên điện nhưng em không khuyến khích các bác anh em cắm ở đây để sạc điện thoại nhé những cái đồ giá trị lớn thì nó có sạc riêng của biệt của đó thì các bác nên không nên lạm dụng cái này. đấy chia sẻ cho anh em luôn à, ở đây là app C63 app C63 áp tổng luôn chịu tải rất là lớn cắm 2 đến ba con đẩy công suất lớn 4 kênh vào chạy thoải mái em cam kết các bác anh em luôn và quay lại ở cái phía sau cho anh em luôn các bác nhìn phía sau chắc chắn các bác sẽ thích tất cả các chân ở phía đằng sau đô, hay là phía đằng trước hai cái phích cắm trước tổng 10 cọc đều là chân lá đồng các bác nhìn thấy luôn đúng không ạ chân đồng nhé đàn hồi rất là tốt à, đây là dây cắm dây uh, nguồn 4 chấm và có phích cắm uh, chống gãy chống cháy ở phía sau này thì có thêm nữa ghi luôn cho anh em luôn là cái um, các cổng từ 8 về 1 lần lượt như thế nào Đây nó ghi rõ luôn này, 8 gạch ngang 1 và có hướng mũi tên ngược về nghĩa là cổng số 8 7 6 5 4 3 2 1 và ngược lại đúng không ạ? Anh em sẽ cắm và sử dụng thì các bác sẽ sử dụng uh, các con công suất thì các bác cứ cắm ở các cổng cuối cùng từ ngược về 8 về 8 7 6 chẳng hạn. Còn uh, anh em mà uh, thừa cái cổng kết nối ấy thì anh em uh, nên cắm vang và đẩy xa nhau xa nhau một chút thì có bác cắm ở con vang con mic ở cổng 12 này còn các con con suốt thì có bác cắm ở cổng uh, 78 Đấy, mẫu của những nguồn DX uh, DX hai thì em xả giá sắp sàn cho anh em chỉ giá chỉ vài trăm ngàn đồng thôi chỉ vài trăm ngàn đồng một em thì anh em có nhu cầu từ bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên này hoặc nhắn tin trực tiếp qua để uh, chốt đơn nhé và anh em xem video thì đừng quên ủng hộ xem nút like phía bên dưới